ung thư là hiệu quả, nó độc đáo ở cái đấy đấy. Kể cả anh chị có ăn chục quả chanh đi chăng nữa nhưng mà nó cũng sẽ thay đổi cái vị giác của anh chị, trở nên nó ngọt hơn đấy ạ. Và cái lá của thần kỳ cũng dùng được nhé. Trong cây thần kỳ thì nó lá và quả đều có cái tác dụng là phòng chữa bệnh, ví dụ như là bệnh huyết áp, tiểu đường, tim mạch đấy. Anh chị thì có thể trồng ban công sân thượng được nhé, cây nó khỏe lắm. Cái thân gỗ nó khỏe lắm. Cây nó cao quá em cầm nó hơi khó. Mặc dù cái trái cây thần kỳ nó làm thay đổi vị giác nhưng mà các anh các chị cũng nên ăn nó vừa phải, đúng liều độ, và không nên ăn quá vì trong cái quả nó cũng vẫn còn tồn tại cái axit cồn. Vì vậy nên là mình tránh là dùng quá nhiều, nó ảnh hưởng đến cái liên mạc miệng hoặc là dạ dày. Theo những cái người người ta trồng rồi ấy, và như theo những kinh nghiệm nhà vườn đã ươm trồng ấy, thì cây thần kỳ này là cái loại rất chỉ là dễ trồng và sinh trưởng cực kỳ tốt, cực kỳ khỏe luôn. Đây là cây thần kỳ. Nhà em có những cái đợt có cái chú khách ở Phú Thọ ấy, chú còn lấy mấy loạt điền, mỗi đợt là tầm 5 cây trở lên. Đấy, 5 cây này, 6 cây này. Đấy, chú về chú mua cho hộ cho người nhà như thế nào đấy. Nên là họ rất quý những cái loại cây này nhỉ. Để đặt hàng thì anh chị cứ nhắn trực tiếp qua Zalo có số điện thoại nhé. Đến trực tiếp mua, đến chị cứ đến trực tiếp. Còn cây hiện tại là em quay đây là cây nó đang cao tầm 1m80 đến 1m rồi. Nó tùy từng đợt, có những đợt nó sẽ là chỉ còn tầm 30-40 phân thôi ạ. Nếu lấy hàng, nếu đặt hàng thì anh chị cứ kết nối với Zalo nhé. Ở nhà vườn lên đơn. Vâng, xin chào.